Kính thưa quý vị, và bước sang phần tin tức từ Việt Nam, bản tin sau đây cho hay là có hơn 7.000 giáo dân thuộc giáo phận địa bảo của Hoàng Hành Hương về Linh Địa, hợp thông với Mỹ Yên. Phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là tiếp nối sự hiệp thông thăm viếng cầu nguyện của gần 200 linh mục trong toàn giáo phận gồm có 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tại Linh Địa, Trại Gáo hôm thứ Hai. Ngày hôm nay, thì giáo hạt Nhân Hòa gồm có 7 giáo xứ với gần 7.000 người đã hành hương về Linh Địa, Trại Gáo để viếng thăm và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho công lý, hòa bình, đặc biệt là cầu nguyện cho các nạn nhân và giáo xứ Mỹ Yên đã và đang gánh chịu nỗi đau trước sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền. Mặc dù sáng ngày hôm nay trời đã trút cơn mưa tầm tã hòa cùng hơn 7.000 anh chị em trong toàn giáo hạt Nhân Hòa để đem yêu thương và sớt chia đến với anh chị em đang bị bách hại. Trên đường đến Linh Địa Trại Gáo, gần 1.000 giáo dân đã ghé thăm các gia đình nạn nhân và cầu nguyện tại bàn thờ gia đình anh Nguyễn Văn Văn, nơi mà các ảnh tượng đã bị phía công an đập phá. Thánh lễ được bắt đầu với sự chủ tế của Linh Mục Phêrô Trần Phúc Chính, quản hạt Nhân Hòa, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Linh Mục Giáo Phận Vinh. Trong thánh lễ, Linh Mục nhắc lại rằng Nghi Lộc là nơi đặt trung tâm của giáo phận, vì thế ma quỷ luôn tìm cách để phá hoại. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà kẻ dữ đã gây ra bao đau thương cho giáo dân ở đây, từ địa đầu giáo phận là Tam Tòa cho đến tận ranh giới giáp Lào là Con Cuông và nay là Mỹ Yên. Ngài kêu gọi mọi người sốt sắng cầu nguyện cho giáo hội cũng như cho đất nước Việt Nam, cách riêng cho các nạn nhân trong vụ đàn áp ngày 4 tháng 9 sớm bình phục vết thương thể xác và vết thương tâm hồn. Cầu nguyện để cho nhà cầm quyền biết sửa đổi và ngừng đàn áp người dân. Trước khi kết thúc cuộc hành hương, Linh Mục phụ trách di dân giáo phận Phạm Quang Long đã khái quát lại toàn bộ sự việc vừa qua cũng như là trình bày cho mọi người biết quan điểm của tòa giám mục, các linh mục toàn giáo phận trong cuộc họp ngày hôm qua trước đau thương mà giáo dân tại Mỹ Yên đang phải gánh chịu và cho biết là Đức Cha Nguyễn Thái Hợp đã gửi một văn thư phản hồi công văn của tỉnh Nghệ An và sẽ tiếp tục chống đối vấn đề này. Châu Âu nêu tình cảnh của một số cá nhân đối với Việt Nam. Thưa quý vị, Liên hiệp châu Âu cho biết là đã đề cập tới một số trường hợp cá nhân mà tổ chức này quan tâm với Việt Nam, cũng như là nhắc lại yêu cầu được gặp gỡ những cá nhân đó, như là được tham dự vào các phiên tòa xét xử. Bà Marta Kocsisanik là nữ phát ngôn viên của người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu, Catherine Ashton, đã cho biết về lần đối thoại nhân quyền thường niên thứ ba mới diễn ra tại Hà Nội. Bà nói rằng hai bên đánh giá những tiến triển về nhân quyền ở Việt Nam. Liên hiệp châu Âu đã nêu lên các vấn đề khác nhau như là vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí và Âu Châu đã phản đối Nghị định 72. Hai bên đánh giá những tiến triển về nhân quyền ở Việt Nam. Tổ chức của châu Âu vẫn còn những quan ngại sâu xa, trong đó có việc áp dụng rộng rãi các điều khoản an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự. Liên hiệp Âu Châu cũng đã nêu lên vấn đề thực thi tự do tín ngưỡng và tôn giáo tại Việt Nam. Bà Kocsisanik nói rằng, ngoài những báo cáo nhân quyền tốt đẹp mà Việt Nam đưa ra cho quốc tế, thì có một sự thật khác mà mọi người phải lắng nghe, đó là tình trạng bắt giữ tùy tiện những người sử dụng blog và mạng xã hội để nói lên tiếng nói của mình. Liên hiệp châu Âu kêu gọi Việt Nam cứu xét việc cho phép tự do bày tỏ ý kiến, bởi vì điều đó sẽ giúp mang lại các lợi ích để đối phó với các thách thức nảy sinh trong xã hội hiện đại. Ngoài ra, tổ chức lớn nhất Âu Châu cho hay lấy làm tiếc về việc thi hành án tử hình trở lại tại Việt Nam và khuyến khích Việt Nam là giảm hơn nữa số án tử hình cũng như là cải thiện điều kiện giam giữ cho các tù nhân. Và sau đây là phóng sự đặc biệt từ Việt Nam. Quốc hội Cộng sản Việt Nam lo sợ trước tình hình dân chúng phẫn uất và tự hành xử không cần luật pháp. Thưa quý vị, những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi là các sự kiện gây nhiều tranh cãi gần đây khi người dân ngày càng phẫn uất, xuống đường tự mình giải quyết vấn đề mà không đợi chờ sự can thiệp của trật tự luật pháp, với lý do đơn giản là không còn tin tưởng vào chính quyền. Những sự kiện gần đây với một người dân ở Thái Bình mua súng bắn vào quan chức và một người khác tại Đà Nẵng treo cổ phản đối chính quyền đang làm những điều làm cho xã hội Việt Nam nóng dần lên với cái nhìn phán xét sự tồn tại của nhà nước Cộng sản Việt Nam với cấp độ chưa từng thấy. Thậm chí, việc mà bắt được kẻ trộm chó mà người dân Nghệ An cũng không tin vào việc giải quyết của chính quyền và tự quyết định hành xử cũng là điều làm khắp nơi bàn tán. Các báo cáo của địa phương hoảng hốt gửi về Trung ương Ba Đình, trong đó kèm theo những điều làm rúng động cả bộ máy. Ngày hôm qua, trong báo cáo của Hà Nội về các vấn đề vi phạm pháp luật năm 2013, các đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã đưa ra nhận định rằng chính quyền cơ sở yếu kém, đạo đức xuống cấp đã dẫn tới nhiều vụ việc, người dân tự xử, những vi phạm pháp luật, bất chấp pháp luật.
trong tiết lộ về các thảo luận kín của các đại biểu Quốc hội, lần đầu tiên có chuyện các thành viên của Quốc hội bù nhìn này nói nhiều về một dự báo tình hình chính quyền địa phương nhiều nơi sẽ tê liệt do người đứng đầu hoặc là cơ quan quản lý vùng đó đã hoàn toàn không còn uy tín và thậm chí bị người dân căm ghét. Thưa quý vị, nội dung của cuộc thảo luận kín trong Quốc hội với những người đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam mang hình ảnh một chế độ cai trị chiếm đóng đang run sợ mà người dân đang ngày càng muốn lật đổ. Một đại biểu vùng Tây Nguyên là ông Cơ Phước còn tiên đoán rằng đỉnh điểm của mọi xung đột và bất ổn sẽ xảy ra vào năm 2014. Một chi tiết khác trong cuộc thảo luận kín này đó là việc quan chức Cộng sản Việt Nam tố cáo lẫn nhau, việc tham nhũng ngày càng nhầy nhụa nhưng vẫn được quyền lực chế độ bao che khiến cho người dân phẫn uất và muốn tự mình hành động. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền tiết lộ rằng, mặc dù nhà nước hiện nay rêu rao là có hàng chục chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chi ra cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ nhưng tỷ lệ quan chức tham nhũng năm sau lại tăng còn hơn năm trước. Một dự báo khác được đặt ra trong cuộc họp này là nhiều đại biểu Quốc hội bù nhìn Cộng sản Việt Nam cùng đồng ý rằng việc mà người dân tố cáo hay khiếu kiện trong tương lai sẽ giảm đi, bù vào là những cách hành xử cá nhân hay tập thể, đơn giản là các tòa án của Việt Nam đều không có công lý hay lẽ phải ở đó. Người Việt tự do tại Paris và những bước chân đòi nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm thứ Hai, cộng đồng người Việt tự do tại Paris và Nantes tổ chức đi bộ với những chủ đề những bước chân đòi nhân quyền cho Việt Nam. Vào đúng 8 giờ sáng, tất cả các anh chị em đến từ Paris và phối hợp với anh chị em tại Nantes để tập hợp tại điểm đầu tiên khởi hành là chùa Vạn Hạnh. Đoàn đã cử hành lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm, đã cắt băng khởi hành, bắt đầu cuộc đi bộ trận đầu tiên đi qua hai thành phố Nantes và Arsenis. Đoàn cũng đã thành công trao thỉnh nguyện thư tại Marie de Nantes và Marie tại tòa thị tính của Nantes vào lúc 5 giờ chiều và hai vị đại diện của viên thị trưởng cũng đã nhận và hứa là sẽ trao lại cho ông ta. Mọi người đã tỏ ra rất phấn khởi và vui vẻ vì đã hoàn thành ngày đầu tiên của cuộc hành trình trong thành công tốt đẹp. Hình ảnh của đoàn người đi bộ được thông tấn viên SPTN là Nguyễn Văn Đông từ Paris gửi về sau đây. Cái cuộc đòi nhân quyền cho Việt Nam. Xin chúc cho phái đoàn này gặp nhiều thành công và được sự tự do cho đất nước Việt Nam. Bởi vì cái hôm nay chúng ta đi đó là cái mục đích cho nhân quyền ở Việt Nam. Và từ chùa Vạn Hạnh chúng ta đến Notre Dame de Paris là bởi vì đây là một cái sự liên kết của các tôn giáo ở Việt Nam ngược lại với những gì mà Cộng sản đã nói. Và chúng ta thể hiện cái bước đồng hành với những anh em ở trong quốc nội. Đồng lòng cùng đi, đi sinh thiết gì thân sống.
vì tương lai của dân cùng sống pha với tình, làm sao cho nước sông từ nay luôn vững bền. Xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Văn Đồng. Và thưa quý vị, đến đây thì cho phép chúng tôi được tạm ngưng, sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.